Ủa con, hay làm gì đó hả Dạ con? ba. Bà ơi, hay làm gì nè? Con chào má. Ủa, mới về hả con? Dạ. Trời đất ơi, đồ của ai mà nhiều dữ thần ôn vậy? Con mua về đó. Mua làm chi mà nhiều vậy? Lâu lâu con mới về mà má. Nhưng mà chở đùm đùm đề đề vậy, cực thấy mồ hả? Bà lạng, xe chở bộ cổng sao bà sợ? Nhưng mà con mình là con gái mà nó chở đùm đùm đề đàn vậy, lỡ có gì sao? Nguy hiểm lắm biết không? Thôi được rồi. Sao con? Dạ. Dù đi Nhật tu nghiệp chừng nào đi? Ừ, bên đó người ta quản lại rồi ba ơi, vì thiên tai. Quản lại à? Dạ. Uống nước đi con. Rồi người ta có báo kết quả chừng nào mình đi không? Ừ, chắc cũng vài tháng nữa. Người Nhật họ khắc phục hậu quả nhanh lắm ba. Ừ. Ừ, bay có tính mang quà qua bên má chồng bay không? Ừ, dạ có. Hổm rày hai trực có gặp con không? Ừ, dạ không. Nó có tới chỗ con làm để gặp con không? Ừ, dạ có. Vậy là con né tránh nó phải không? Ừ, con muốn gặp. Thôi bây giờ mình cứ tập trung lo cho em Tiến đi ba má. Ừ, bay có tính mang quà qua bên má chồng bay không? Ừ, dạ có. Hổm rày hai trực có gặp con không? Ừ, dạ không. Nó có tới chỗ con làm để tìm con không? Ừ, dạ có. Vậy là con né tránh nó phải không? Ừ, con muốn gặp. Thôi bây giờ mình cứ tập trung lo cho em Tiến đi ba má. Ừ, thì ba má cũng muốn lắm nhưng mà ở bên đó người ta có chịu đâu. Ừ, thật ra trong chuyện này chỉ có ông Sáu thôi. Thì cái chuyện này để ba mày giải quyết thôi chứ làm sao. Tôi nói không đúng sao nhìn. Nhìn chứ làm gì bà đâu. Ủa anh, hồi nãy anh chú Sáu nói bắt kịp. Bắt kịp là bắt kịp cái gì vậy anh? Có lần nào bắt kịp đâu biết. Ủa sao vụ này lão vậy ta? Không hiểu vụ gì hết á. Thì anh chạy sớm, ông kêu chạy đâu anh chạy đó, ông kêu quẹo phải anh quẹo phải, kêu quẹo trái anh quẹo trái, được kêu trở về anh trở về, chứ đâu biết Sáu kêu chở đi đâu. Đúng rồi, có khi nào ông kiếm bà nhỏ không? Mày Sáu già rồi, giờ nhỏ giờ lớn gì, có nhỏ lớn nhỏ hay không là anh nè. Cái gì anh nói gì hả? Anh nói gì ta? Anh mới nói cái gì? Anh nói nhỏ rồi. Thấy không? Anh nói ngọng rồi thấy chưa? Anh nói cái gì? Anh nói lại cho em nghe coi. Anh nói là anh thương em muốn chết luôn à. Có em rồi đủ mệt rồi, có giờ nhỏ. Đó, thấy không? Có em là anh mệt. Không, có em là anh mừng. Anh mừng lắm. Anh mừng lắm em ơi. Vậy mới nghe lọt lỗ tai á. Anh ơi, dạ chở tôi đi đây chút đi. Đi, dạ dạ đi lên. Hai bác cũng mới qua. Ủa, con hai là anh qua chơi hả con? Dạ. Rồi, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi dạ. Đây đi con. Con về hồi nào vậy? Dạ, con mới về hồi sáng nay. Ừ. Con có chút quà ba má kêu. Dạ. Con gửi gì cho nữa? Hai bác lấy thảo. Lần nào bây về cũng quà cáp vậy. Tao mắc nợ bên bển à. Tao có hứa là qua chơi với ba con mà chưa có qua được. Con về con nói với lại ba con á, có gì không chừng ngày mai á chú Sáu với Kim Sáu qua chơi. Dạ. Vậy ngày mai hai bác qua nha. Để con về con nói với ba má con. Sáu Tài hứa là chắc rồi đó con. Dạ. Còn còn Sáu thì để coi lại đã. Thôi thì tôi với bà cùng qua luôn cho anh chị bển vui. Dạ, Sáu qua đi mà. Ừ, Sáu qua ha. Dạ.
Thôi bây giờ cô xin phép hai bác con phải đi nữa. Ừ. Ngày mai hai bác qua nha. Ừ. Dạ. Xin phép hai bác con nè. Cho Sáu gửi lời cảm ơn ba má nghe con. Dạ. Dạ. Quà cam riết. Mình mắc nợ anh chị. Ông ơi. Ông. Ê. Ông coi ai nè. Ủa trời ơi. Ủa? Dạ con thưa ba con mới qua. Con hả? Ngồi đi con. Ngồi đi con. Dạ. Ngồi đi. Mới về hả con? Dạ con mới về hồi sáng nay ạ. À. Đây. Dạ. Vậy đấy con tự nhiên ạ. Ba má giờ này khỏe không? Ba từ hồi bỏ mận ruộng tới giờ thấy nó yếu yếu sao á. Ủa? Vậy ba má nghỉ mận ruộng rồi hả? Ừ. Nghỉ rồi con. Vậy giờ ruộng mình ai mận? Ba bán hết rồi. Con biết không, bán ruộng đưa cho con Yến tiền cho nó làm cái việc nuôi chim yến của nó đó. Dạ con cũng có nghe chuyện đó. Ừ. Ủa cái chuyện đi tu nghiệp của con nghe nó bị tạm hoãn lại hả? Sao ba biết vậy? Ờ thì nghe thằng Hai Trực nó nói. Ừ, cũng chỉ là tạm hoãn thôi ạ. Ừ. Thôi uống nước đi con. À, thôi uống nước đi con. Dạ. Chà, ăn cơm gia đình mà làm hoành tráng dữ hen. Này là cây nhà lá vườn sao? Ủa vậy à, hả? Dạ, tiếng nhà tôi nó nuôi ráo trội anh. Ừ. Vậy hả? Trời ơi, anh chỉ có phước ghê ngang, để thằng con giỏi hết biết luôn. Ừ, thằng Tiến nó giỏi lắm. Ờ, cá nục mà nó còn nuôi được á mà. Đâu? Nó nuôi vịt. Cá này sao nuôi? Này mua. Ờ, vậy mới nói rõ ràng. Tính tôi sẽ rõ ràng mà. Không đó. Ừ. Bữa trước á, bà nhà tôi cũng đem về con vịt nha. Cái bao câu nó mập thù lù giống chị á. Ông này vụ kỳ à. Lanh à. Dạ. Bà biểu coi. Dạ. Ngày hôm qua con có mời ba chồng con bữa nay qua đây không? Dạ có ba. Rồi ba con nói có qua không? Dạ có. Sao giờ này? Thì yên tâm đi. Thằng cha đó nghe hơi ăn cái là qua tới à. Đừng lo. Chạy chút nha. Trời ơi. Dạ. À, Lãnh à, lấy cho ba thêm cái chén với lại cái ly con à. Dạ. Nhanh nhanh nha con. Nhanh đi. Dạ mời anh. Dạ. 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 Đi chị. Đang đi chị. Bữa năm nay á. Đây chén mới nè anh. Ông thiệt tình. Xin lỗi nha. Ông không đẹp sao quen rồi. Tôi nói anh nghe, dịch mùa này á, mùa lúa nó mập thấy thương lắm. Vậy hả? Béo ngon, béo ngậy à. Tôi nắp cho anh Bảy nè. Đó. Dạ. Đây anh Bảy. Dịch ngon lắm anh Bảy ơi. Mừng quá. Nắp cho anh Bảy nha. Mày đi đâu vậy? Đi sao? Đi đâu? Chở sau đi. Thu thập tin tức. Chừng nào tao ra lĩnh rồi đi. Ngồi đi. Ủa sao? Sao bữa nay sao tới đây sớm vậy? Ờ, tao đi tập thể dục. Trời ơi. Sẵn rồi ghé mày ăn sáng luôn. Quá. Sao tập thể dục hả? Sao xuyên vậy sao? Tao nói cho mày nghe, tao không xuyên tao đâu có đua con như vậy, đúng không? Mà tuổi trẻ bây giờ tụi nó không có chú ý gì tới sức khỏe hết. Cứ ban đêm thì đi nhậu nhẹt, ban ngày cứ ngồi cà phê thuốc lá riết bệnh chết. Dạ. Tao ngày nào cũng tập thể dục để giữ gìn sức khỏe sống cho lâu. Dạ. Mày chuẩn bị xe cộ, tao hú cái là đi liền hay chưa? Sao yên tâm, xe con đè một cái là nổ liền. Mà kỳ này sao cho con chở nghe, chứ sao chở lần trước con chóng mặt lắm. Ta biết rồi. Vậy anh còn đợi chú Sáu, thôi ăn bánh canh luôn nghe. Rồi. Sao ăn đi Sáu, anh ăn luôn đi. Ơ, à, mày đừng có ăn. Sao kỳ vậy? Để tao ăn thôi. Mày ăn lỡ tao kêu mày chạy làm sao mày ăn. Nè mày ăn đi Út. Cái gì đưa con ăn, con báo bánh canh mà, sao bắt con ăn? Chứ ngày nào mày cũng xúi người ta ăn. Mà người ta ăn á mày mừng, tao kêu mày ăn á mày chửi. Con chửi sao nào đâu. Bội. Đi đâu? Đi. Ê, trời đất ơi. Tụi nó như sao? Anh ơi, anh đi cẩn thận nha. Ừ. Sao còn kiểu đàn bà rồi? Sao ngồi ngay ngắn nè Hoàng coi. Bà nữ cha mày hôm qua mày ngồi được, bây giờ tao ngồi mày ra. Sao? Trời ơi.
bây giờ mình đi đâu chứ sao? Thì đi đâu đi, chừng nào tới ăn hay. Mày sao nhiều chuyện quá. Trời sớm chả mới biết cái đích chứ. Mày biết cái đích gì? Đích đến đó. Thì chừng nào đến đích rồi biết. Chạy đi. Mấy con dịch lớn màu lắm đó má. Ê, có chị hai bà về rủ. Má đi dạ. Thăm hai đứa luôn. Sẵn chị về đây nè. Rồi bác Sáu đưa chị xuống đây luôn. Nè, chị hai lành con giỏi lắm á nghe. Mời được ba con qua nhà bác Tám uống rượu luôn đó. Trời ơi, chị hai giỏi quá vậy. Ba em khó lắm á nghe. Ai nói tôi khó mời. Trời ơi, trời ơi. Sao không biết đây mà tới vậy? Bà hay quá ha. Con của bà cũng là con của tôi. Bà biết mà tôi không biết sao? Có gì đâu, tại tôi chưa nói thôi mà. Sao ơi, sao? Ê, trời ơi, cái gì vậy? Bắt được không sao? Ủa, bắt được gì vậy? À, cá với hầm, lát nữa mới bắt. Không, bắt ghen á. Gì ghen? Ông... À, chỉ cho con Thảo xuống dưới, nó bắt ghen. Không, con chở sao đi bắt ghen mà. Hả? Mày đồng lao. Bà mày á, mày bị nứt đi ông. Chết cha mày giờ. Quá trời. Cái hồ này em mới thả 20.000 con cá giống cách đây nửa tháng anh Mười. Vậy hả? Nếu vậy thì tới mùa thu hoạch mình thu được bao nhiêu hả chú Tiến? Dạ, nếu mà không thất thoát á, mình thu cả chục tấn anh Mười. Wow, bụng hả sao hả? Anh biết không, quanh đây hả có những hộ thu tiền tỷ đó. Vậy hả? Cái chính á là phải mạnh vốn và phải phòng người dịch bệnh. Chú là kỹ sư nông nghiệp rồi còn gì. Anh Mười, lần trước em thu gần được 3 tấn cá ba sa đó anh Mười. Được bao nhiêu em đã dành một con giống và mua dịch thêm. Đúng rồi, phải mua gà dịch nhiều vô sao hả? Nhưng em phải để dành tiền còn mua thức ăn gia súc nữa. Những thứ đó ngày càng lên giá anh Mười. Thấy giỏi không? Trời ơi, con cá này mà nướng cái dầu đá sao ha. Con cá bằng con chuột cống luôn. Thôi, con mời bác Sáu với anh Mười qua bển. Đi. Đó là dịch đẻ trứng đó Mười. Mỗi ngày em thu cũng bổ. Yeah. Ủa, ao rộng vậy sao chú không thả dịch nhiều nuôi chú? Em cũng tính vậy. Nhưng mà tụi em đang thiếu vốn. À, phải lấy ngắn nuôi dài nè. Thôi, con mời bác Sáu với anh Mười vô nhà. Đi sao? Ôi ôi. Đồ ăn giống như nhà hàng vậy. Cây nhà lá vườn đó chú. Của mấy đứa nhỏ nó nuôi đó. Dạ. Nè. Dạ cảm ơn. Ăn đi. Chú ăn tự nhiên nha. Mồ hôi nước mắt của nó đó. Trời ơi. Sao nói gì sao? Sao nói gì kỳ sao? Ông này vậy á. Đưa cái chén rồi coi con. Dạ.
Dạ. Rồi sao? Uống cái cho nó nóng máy rồi mình ăn cơm hay sao ha? Nè con, bà uống không? Thôi, ông uống đi, tôi đâu biết uống đâu. Con cảm ơn bác. Từ từ thôi. Chết cha. Gì vậy? Nó ngon quá à. Chứ tôi tưởng uống của chùa nó sặc dữ lắm. Sao? Còn rót cho bác sao? Ông ăn đi nè. Em. Cái gì anh mời? Ủa, anh về đây rồi, chú Sáu đâu? Anh chở ông về nhà rồi. Anh gặp bác gặp không? Thì bác gặp mới có mấy thứ này nè. Ủa, vậy là của hối lộ nè. Hối lộ? Ủa, ai hối lộ ai? Thì cái người mà ông Sáu gặp đó. Anh nói nghe nè, bà ta có đẹp không? Trời ơi, em biết ai không? Ai? Bà Sáu chứ ai? Hả? Bà Sáu? Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, ông đưa tôi cái gì vậy? Sao tự nhiên bí ẩn gì nè? Còn có hai ba lớp nữa chứ. Ý thịt đó con. Ông đưa tôi hai cây vàng chứ vậy? Thì bà đưa cho ông tiếng ông Huệ làm vốn. Vậy ông cho tụi nó mượn hay là cho luôn đây? Sao cũng được mà. Tụi nó mà làm ăn được, sau này về già tụi nó cũng đâu có bỏ mình. Con cái là một chuyện, nhưng tiền bạc á thì mình phải phân minh. Mình còn phải để dành tiền để dưỡng già nữa chứ. Tôi giao hết cho bà đó, rồi bà muốn tính toán làm sao đó là quyền của bà. Nhưng mà sao lụng dụng dữ vậy nè, hả? Thì hồi đi bằng đó, để dư 3 phân này mua 3 phân, dư 2 phân mua 2 phân, dư 5 phân mua 5 phân. Vậy ra ông để dành riêng để đập quỷ đen phải không? Quỷ đen quỷ đỏ gì? Thì cái lúc hai nó mần ăn tôi cũng đưa vốn cho nó mần đó. Tôi nói vui vậy thôi. Rồi bây giờ con Huệ ra làm ăn vậy á, ông lại cấp vốn cho nó nữa phải không? Thì vậy chứ sao. Mà bà nè. Cái gì hả ông? Tôi tính bà này. Sao ông? Bà coi, bà nói với tụi nó tổ chức đám cưới đi. Chứ sống chung vậy người ta dị nghị dữ lắm. Thì tôi cũng mong được như vậy. Nhưng mà cũng do ông thôi à. Tại lúc trước ông không chịu thôi. Bởi vậy tụi nó mới kéo dài đó chứ. Bây giờ tôi có cản đâu nè. Ngồi đi con. Dạ. Con uống nước đi. Dạ con có nghe là vợ con về đây đúng không ba má? Ừ, nó về rồi. Nhưng mới đi sáng nay nè. Bây giờ bà hỏi thiệt nè, tụi con có tính là nói lại với nhau không? Dạ, ba má đã hỏi thì con cũng xin thưa luôn với ba má. Con tha thiết muốn về lại với vợ con, nhưng không hiểu sao á, Lành cứ né con hoài à ba má. Sao con không tìm cách đối mặt với nó để hỏi cho ra lẽ? Dạ có. Có lần con gặp cổ á, con nói với vợ con, nhưng mà cổ nhất định không chịu. Con biết á, là cổ vẫn còn giận con. Dạ con biết lỗi của con rồi, nhưng mà không hiểu sao cổ nhất định không tha thứ cho con ba má à. Lành có đưa cho con lá đơn ly dị mà Lành đã ký sẵn. Con đã nộp lên tòa án huyện rồi, nhưng mà con chưa ký. Con thì muốn hòa giải, con đang chờ coi phản ứng của Lành thế nào. Rồi còn cái cô Thảo kia thì sao? Cô Thảo đó chỉ là ân nhân của con thôi má à. Từ trước đến nay con vẫn coi cổ như là một người bạn, một người em.
Con cũng nhiều lần nói thẳng với cổ như vậy, nhưng mà Thảo vẫn một mực yêu con. Vậy là kẹt cho con rồi. Con Lành á, nó có nói với má là lúc này á, nó chỉ tập trung cho cái chuyện mà đi tu nghiệp ở Nhật thôi. Con nghĩ đó chỉ là cái cớ để Lành né con thôi má. Con mới nghe tin Lành đã hoãn chuyến tu nghiệp đó rồi. Nên bây giờ con muốn gặp Lành để hỏi kỹ một lần coi sao. Ba cũng muốn cho hai đứa gặp nhau và cả hai gia đình gặp nhau để giải quyết một lần cho ra lẽ. Dạ, con cũng muốn như vậy đó ba. Ông à, uống cà phê không tôi pha? Thôi, bài phim bài ly ra chi cho nó lắc cách. Pha bình trà bình thường là được rồi. Không biết gì hết trơn à, cà phê hòa tan, bỏ vô đổ nước sôi là quậy là được thôi. Ủa vậy hả? Con đem về thì mình uống đi. À vậy hả? Cho tôi gói đi. Nè. Cái này dễ uống mà. Chà, giờ làm gọn quá ha. Cầm nổi không? Trời. Đây. Uống nhiều ít. Ít. Được chưa? Được rồi, được rồi. Quậy lên coi. Đây. Uống ngọt không thì bỏ đường thêm. Hả? Uống ngọt không thì bỏ thêm. Thôi, uống ngọt nguy hiểm lắm. Vậy hả? Cho tôi muỗng đi. Trời ơi. Cho tôi muỗng đi. Muỗng thôi mà. Thơm quá đi. Uống thử miếng coi. Ngon quá bà. Ngon hả? Con nó mua đó. Bà. Sao? Không biết thằng hai nó qua bên đó có gặp vợ nó không ha? Tôi nghĩ chắc con vợ nó bỏ nó luôn rồi ông ơi. Sao vậy? Thì thằng Trực nó ở trển 2 năm nay, có thấy con Lành qua kiếm đâu. Mà bà có biết tại sao không vậy? Tôi cũng không biết nữa. Nói thiệt, nhiều lúc tôi nghĩ tôi thấy tôi buồn quá. Con bà Yến thì bị như vậy, bây giờ tới thằng hai nhà mình bị vợ bỏ. Không biết bà con lối xóm người ta nghĩ gia đình mình sao bà ha. Ôi tôi nói thiệt, cái ông ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, chứ vợ chồng mình đâu có muốn con cái làm vậy đâu. Ngon không? Ngon. Con nó mua đó. Con à, qua bển gặp vợ con không? Dạ, cổ lên thành phố rồi má. Lên thành phố? Chắc mới đi sáng nay đúng không? Dạ, má cổ nó vậy đó má. À, bây giờ chuyện tụi con tính sao? Con nói thiệt lòng với ba má là con vẫn muốn nói lại với Lành ba má. Nhưng mà cổ vẫn nhất định bỏ con. Rồi anh chị Tám bà nói sao? Ba má Lành á, nói chuyện này quyết định là ở tụi con. Còn ba má bên đó cũng như bên này, vẫn không muốn tụi con chia tay ba má à. Đúng rồi. Có khùng hay sao mà người lớn biểu con cái nó chia tay. Đúng rồi. Với lại gia đình mình khăng khít với gia đình anh chị Tám lâu rồi. Người lớn thì thân tình khăng khít, mà mấy đứa nhỏ nó không chịu khăng khít thì khổ quá chứ. Ba má ở bệnh, muốn tụi con giáp mặt trước hai bên gia đình để nói chuyện rõ ràng dứt khoát một lần. Đúng như vậy đó. Ba má cũng muốn như vậy đó. Dạ, vậy thì ba má để cho con tính.
Đành. Sao anh biết em ở đây mà tới? Anh có qua nhà, má cho anh địa chỉ. Sao? Có cho anh vô nhà không? Anh cần vô thì vô đi. Không cần thì anh tới đây làm chi? Anh để xe ngoài đó khóa cổ chưa vậy? À, khóa rồi, không sao đâu. Anh đứng đây ngó chừng được rồi. Nhà không có ghế, anh ngồi tạm đó đi. Ừ. Anh ăn sáng chưa? Em nấu mày ăn thêm nha. Ừ, hồi sáng trước khi tới đây anh đã ăn sáng rồi. Ừ, vậy thêm ăn nha. Ừ. Anh chỉ 20 phút ở đây thôi đó, em còn phải đi làm nữa. Anh không tính nói gì sao? Đâu có đủ thời gian đâu mà anh nói. Cũng có gì để mà nói nhiều đâu anh. Nhưng mà anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với em. Em thì chẳng còn gì để nói, ngoài những điều đã nói với anh rồi. Anh ngồi chưa? Thảo hả? Cửa không khóa đâu, vô đi em. Ủa, sao khuya rồi mà anh chưa ngủ nữa? Anh đang coi lại cái sơ đồ để hoàn công công trình. Ủa mà sao giờ này cũng khuya rồi, Thảo không đi ngủ đi.
Không biết làm sao mà đêm nay em thấy khó ngủ à. Em bước ra ngoài thì thấy phòng anh sáng, nên em qua phòng anh nè. Nếu vậy thì Thảo phải đợi anh khoảng nửa tiếng nữa thì anh mới có thể nói chuyện với Thảo được. Như vậy là anh đuổi khéo em phải không? Đâu có đâu, đuổi nửa tiếng thôi. Đuổi luôn đi cũng được. Nè Thảo. Tự ái gì vậy ta? Nhớ nửa tiếng nha Thảo. Thảo. Đúng nửa tiếng đó, thấy đúng không? Anh cứ ngỡ là Thảo tự ái không qua đây nữa chứ. Thôi vô đi. Vô đi mà. Ủa, sao mặt em hình sự vậy Thảo? Không có gì hết, em chỉ cảm thấy là buồn thôi. Thảo buồn chuyện gì? Anh cũng không chia sẻ được với em đâu. Thảo, sao vậy? Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe coi. Có chuyện gì vậy? Nói nghe coi. Em khổ quá đi anh à. Em khổ chuyện gì? Nói nghe coi. Anh nói thiệt đi, anh vẫn còn thương chị Hai Lành phải không anh? Thú thiệt với Thảo là anh chưa quên được Lành. Vậy còn em thì sao? Anh vẫn xem em là một đứa em tội nghiệp phải không anh? Nhưng chị Lành đâu còn thương anh nữa đâu, đúng không? Đúng không anh? Xin lỗi, anh hỏi ai? Tôi hỏi cô Hai Lành. Cô Hai Lành nào anh? Cô Hai Lành mà lúc trước đó có ở đây nè cô. Cái chị Hai Lành đó hả? Chị trả nhà đi khỏi, em mới chuyển đến đây 2 ngày à. Ủa, vậy cô có biết cô chuyển đi đâu không cô? Em cũng không rõ. Chị trả nhà đi khỏi rồi em mới dọn đến mà. Anh thử hỏi bà chủ nhà trọ xem sao, có thể là bà biết á. Dạ, để tôi hỏi. Cảm ơn cô. Không có gì. Thank you.
Chào chị. Chị có phiền cho em hỏi là chị Hai Lành có ở đây không chị? Ủa, hồi nãy cũng có một anh tới hỏi chị Hai Lành nào đó, bây giờ tới chị. Mà chị ơi, lúc trước chị Hai Lành ở đây mà. Lúc nãy anh kia cũng nói rồi, nhưng mà chị ấy chuyển đi rồi em mới tới. Dạ, chị Hai Lành, chị có nói là chị chuyển đi đâu không chị? Em cũng không rõ, chị có thể hỏi bà chủ nhà trọ. Dạ thôi, em cảm ơn chị. Em chào chị. Không có chi. Mấy bữa nay con có chuyện gì buồn phải không? Dạ không có chuyện gì đâu má. Con đừng có giấu má. Má nuôi con từ nhỏ, má biết hết. Có phải con buồn vì chuyện thằng Trực không? Nó đã làm gì con? Dạ không, anh không có làm gì con đâu má. Má biết con thương nó dữ lắm, nhưng trong tình yêu không phải một mình thương là đủ. Má thấy nó chưa có dứt được với con vợ của nó con à. Nhưng mà chị Lành, chị đâu còn thương anh nữa đâu má. Chị đã đưa đơn ly hôn lên tòa rồi mà. Chính con cũng thấy mà má. Cứ để đến khi nào nó tự nhận ra điều đó con à. Mà sao con quá thương nó vậy? Con cũng biết nữa má ơi. Toàn nghiệp con thôi má. Chị Kim Anh. Chào anh. Anh ơi, đây có phải là phòng của chị Hai Lành không anh? Dạ phải, nhưng cửa phòng khóa rồi chị. Dạ đúng rồi. Dạ, chị Lành đi làm rồi. Vậy chiều chị Lành có về không anh? Cũng chưa chắc đâu, vì hôm nay chị đi học tận khuya mới về. Dạ, vậy thôi, em chào anh, em về. Chị có muốn nhắn gì không? Chị nào chị về tôi báo lại. Không, em chỉ ghé thăm thôi à. Thôi, chào anh, em về nha. Dạ, không có gì.